Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Ca sĩ Mạnh Quỳnh, ông Hoàng Nhạc Vàng và chiến sĩ Lửa Hạnh Phúc cất tiếng khóc trao đời ở Biên Hòa vào năm 1972 Nơi người cha là người Mỹ kết thân với cô gái Việt tại địa phương, Nguyễn Thành Dũng là đứa trẻ lai trong một đô thị miền Nam ở thời điểm có nhiều biến động. Năm 15 tuổi, Dũng lai được mẹ đưa lên quận năm thành phố Hồ Chí Minh sinh tâm. Tại đây, ngoài học văn hóa, Dũng bắt đầu học cổ nhạc với nghệ sĩ Ngọc ân. giữa năm 1992, Nguyễn Thành Dũng cùng mẹ sang Mỹ định cư, theo diện con lai, sống tại Chicago, chàng trai lai Việt xin làm cho một hãng điện tử và tranh thủ buổi tối đi học Anh ngữ, lại lất ở thành phố đất đỏ bậc nhất này của nước Mỹ được 2 năm. Mẹ con Dũng dắt tay nhau về, bang Minnesota. Dũng chuyển sang học công nghệ, thông tin và nối tiếp niềm đam mê âm nhạc của mình bằng cách thuê một thầy, đến nhà dạy đàn guitar, luyện thanh và sáng tác. Vào cuối năm 1995, trong một lần hát, giúp vui đầm cười, Dũng được bạn bè tán thưởng và khuyến khích Bèn thu một số bài hát gửi cho trung tâm ca nhạc Người đẹp Bình Dương, bất ngờ sau đó. Dũng được mời ký hợp đồng. Và gõ cửa là bài trung tâm thu nhạc, đầu tiên của chàng ca sĩ mới bước chân vào nghề lấy tên nhạc sĩ, sáng tác làm nghệ danh cho mình là Mạnh Quỳnh. CD hai đứa giận nhau của trung tâm ca nhạc Người đẹp Bình Dương ra mắt vào dịp Tết năm 1996. Hát chung với nữ ca sĩ Hường Lan đã đưa Mạnh Quỳnh bước chân chính thức vào con đường ca nhạc chuyên nghiệp. Sở hữu chất giọng mật mà, tình cảm và truyền trị sau nhạc bolero, thể hiện tình yêu đôi lửa, tình tự quê hương, mạnh quỳnh nhanh chóng có một chỗ đứng vững rãi trên các sân khấu ca nhạc hải ngoại. Từ sau năm 1997, chàng ca nhạc vàng này đã thường xuyên xuất hiện trong các chương trình của trung tâm ca nhạc với những bài như Trở về với cát bụi, vợ tôi, hạnh phúc đơn sơ, ai khổ vì ai, yêu người trùng vách, bến trông chờ, mực tím mồng tươi, vùng lá me bay, căn nhà màu tím, hoa bằng lăng tím, vân vân. Mạnh Quỳnh trở thành một ca sĩ nhạc sền, ăn khách nhất ở hải ngoại lẫn trong nước. Trong giai đoạn 2001 đến 2004, đặc biệt là từ năm 2000, Mạnh Quỳnh chung với Phi Nhung trong ca nhiều bản tân cổ giao duyên, được rất nhiều khán thính giả hâm mộ. Từng song ca với Hương Lan, như Quỳnh Hương Thủy, Tâm Đoan, vân vân. Nhưng ăn ý và thành công nhất là đối với Phi Nhung theo sự âm hiệu của âm nhạc. Đôi song ca Mạnh Quỳnh Phi Nhung đã lập ra kỷ lục khủng trong thị trường ca nhạc hải ngoại với tần suất đi show 10 lần mỗi tháng và những năm 2000 đến 2007. Cặp đôi được khán giả yêu thích nhất cũng là cặp đôi bị khán giả ghép đôi nhiều nhất. Người ta mặc định Mạnh Quỳnh Phi Nhung là người tình trên sân khấu nên cũng là tình nhân ngoài đời. Ca sĩ Mạnh Quỳnh người được giới hâm mộ tôn vinh là ông Hoàng Nhật Việt. Ca sĩ có ngoại hình trẻ mãi không già đã nhiều lần đình chính chỉ là bạn tri kỷ. Có một chuyện ít ai biết, chính Phi Nhung là người may mối cho Mạnh Quỳnh, lập gia đình với Văn Cầm Diệu. Người bạn thân của mình, cô gái Mỹ gốc Việt đã làm chuyên gia phân tích tài trình trong tay Mỹ từ nhỏ, thu hưởng nền văn hóa Mỹ, chỉ thích nghe nhạc Mỹ và cũng không hề biết đến Mạnh Quỳnh, một ca sĩ gốc Việt đang được người hâm mộ với bàn hít. Tình nghèo có nhau được Phi Nhung trụ rê đến nghe thử cho biết được Phi Nhung giới thiệu, Mạnh Quỳnh mê cầm rượu từ cái nhìn đầu tiên và hai người khác biệt nhau về tính cách lẫn lối chồng đã thành vợ chồng. Vào năm 2004, sau đó hai con trai của Mạnh Quỳnh cầm diệu lần lượt ra đời. Ca sĩ Mạnh Quỳnh mượn một phòng thu âm tại nhà, nơi gia đình gốc Việt này đang sinh sống. Sau 20 năm ca hát, Mạnh Quỳnh có số lượng phát hành đến 60 album. Được xem là nhiều nhất trong giới ca sĩ hải ngoại, ông Hoàng Nhạc Vàng này cũng là một trong những ca sĩ tham gia biểu diễn đài nhạc hội nhiều nhất. Năm 2016, Mạnh Quỳnh cũng rất thành công với live show Mạnh Quỳnh cảm ơn cuộc đời và là giám khảo của chương trình solo cùng Bolero do đài truyền hình Vĩnh Long tổ chức. Mạnh Quỳnh còn cho biết, tôi chỉ dạy con sống tốt, hòa đồng và biết tôn trọng người kệ trên kệ dưới. Hai đứa nhỏ của tôi rất ngoan, giờ đây tôi cứ dạy con, theo phong tục của người Việt Nam, khi con ra đường nói tiếng Anh, học hành là chuyện khác, nhưng khi về nhà còn phải là người Việt thuần túy, hai cha con tôi cũng là người dễ dàng hòa nhập lắm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.